xin chào cô chú và cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng em đi ra dỡ lợp. Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Hôm nay mình với với đó mình với vợ của mình đi đổ lợp lóc. Cái này cũng 3 giờ chiều rồi. Mình dỡ xong rồi về sẵn mình làm cái món ăn cho bữa cơm chiều luôn. Đó thấy không? Cái này thì nước gồng. Các bạn hỏi sao mà cái lợp mà đặt cao lên vậy mà không mà vẫn chạy không phải. Thấy cao vậy cho cái hôm trứng giữa nó vẫn còn ngập dưới nước. Nếu mình đặt thấp quá sợ cá nó chết. Rồi. Còn cá lóc kiến. Không đổ lóc kiến hả? Đổ luôn đi, đổ cá lóc kiến ra luôn. Nhỏ quá sao vậy? Tại nó bắt coi về ăn được ăn. Tại cái sông mình á nước lớn nước rộng cả nhà. Nước lớn nước rộng cao cao thấp mấy tấc tay nè. Chỗ nào? Đây nè, đây. Hả? Ừ, nó có con dây gài lên trên kia đó. Tháo con dây ra. Ờ. Đó, dùng xuống chút kìa. Mới đổ lợp lần đầu tiên không biết nha cả nhà. Cả nhà thông cảm rồi. Đổ cá đổ đổ chai không à. Đổ hai cái phao của người ta ra. Cái chai nó xuất trước này. Đầu tiên chạy con lâu kiến là thấy không ham rồi đó. Còn có sống. Rồi, giờ mình đặt lại, gắn rồi, gắn nắp rồi. Chưa có chuyên nghiệp cho mấy. Ở dưới dính cây anh ơi. Chưa có chuyên nghiệp. Giờ mình đặt lại xong, tiếp tục đi đổ. Đổ tiếp nè. Tục dưới đây một cái. Gì vậy? Con cá chê. Con cá chê nữa kìa. Con cá chê, con cá linh. Con cua chết con cá gì mà còn cái đậu không? Cá rô mè chết con cá rô hả? Uống gì? À, cá chê chè trắng cá linh cũng bự quá ha. Còn con cua dính chảnh nè. Cái thứ hai này cũng được. Nha, xuống dưới đặt lại. Cái lợp này mình đặt gì gọi là đặt lợp bóng á các bạn hiểu không? Là mình chỉ để vậy thôi là cá nó vô rồi, không cần để màu gì hết. Cái này mình cũng không biết nguyên nhân tại sao hay là tại cái lợp người ta đã làm là con cá gặp nó phải chui vô à. Chứ đặt này đâu cần nồi đâu. Cái lợp này lợp mà gọi cái lợp dính cá. Tiếp tục dưới đây một cái. Ôi cho té dưới rồi. Cái bờ này sao lại đứng dữ. Đi đằng đây không đi. Đi đằng đây nè không đi. Tháo dây. Mới về đi thăm lần đầu bởi chưa có chuyên nghiệp. Hôm nay chú Út với bác Hai đi công việc hết rồi. Chú Út thì đi đắm bằng tuần. Bác Hai đi cá lóc. Cặp cá lóc luôn. Quá đã. Quá đã luôn. Bữa nay vô mấy năm. Hai con luôn trời. Một con cá gô luôn. Mẹ gặp nó không nè. Ừ, ổng gài chạy cái hai con mấy lần à. Qua xuống. Bác Hai đi thăm anh Xui. Lâu lâu anh Xui thăm. Hử? Gì? Có nhảy không? Không nhảy đâu, gớt cái chổng là không nhảy đâu. Tháo cái dây ra chưa? Tháo rồi mà sợ, nhỏ từ từ. Cái này là cái chiến nhất nè. Bữa hổm cái kia cũng chạy hai con mà nó đẻ luôn con cá chổng. Đẻ luôn bầy lòng rồng.
mình cái clip đó mình cũng sơ ý nha cả nhà, thông cảm nha, phải mình thả lên con thì cho nó nuôi con nữa, các bạn đừng buồn mình nữa. Lần sau rút kinh nghiệm lại. Còn con cá gô đó, cá gô bằng ký đó, có cá lóc cái đầu phụ cá gô ha, thấy cái kia bự quá, cá lóc bự quá phải bỏ luôn cá gô rồi, thấy không? Nhìn là biết mê cá, ham cá lóc rồi. Thôi đây lên trên đấy, hồi nó phóng xuống sông luôn á. Mình lấy cá bự đi, mình thả cá nhỏ. Nè giờ xách trên đi, xách lên để nó phóng ra. Rồi nó nhảy cái gần cái đầu nè. Thôi con này chắc vô sao rồi, con này chạy đâu. Không lên đi. Đây để anh đặt lên cho. Nè cầm máy lên luôn đi. Giờ để cho ông xã mình đặt lại nghe nha. Sợ để dưới hồi nó nhảy xuống sông là mất tiêu luôn. Nói em để trên cây á. Gì vậy? Chợt hả? Đây là cả mình xuống thăm. Để thuận trên rồi, để cái lóc nó nhảy uổng. Nắm cái cây lại. Cái thằng nào nó nhứt cái cây vậy ha? Không? Cái gì? Cá kiến. Đồ kiến không hả? Thôi, khỏi đi, để luôn luôn đi. Kiến sao dở luôn. Cái này khó nhét xuống dưới lắm. Cái này chạy hai cá lô kiến à. Dầm có cá lóc. Để cá lô kiến lại đi. Để bữa sau thăm. Đó, giờ mình đặt lại gan vậy, mình đặt nó cứng cứng chút xíu, mình che cái đầu ở trên đó. Cá nó vô nó không nhét. Khỏi mồi trơn nha. Lập nè. Rồi lên. Rồi dầm lên. Bên kia có chiếc xe đang bán à. Bánh bánh quay chèo, bánh cộng, bánh tay heo nữa. Đi quê thì thường hay ăn món đó. Giờ đi lên thôi. Thôi đi anh. Dạ. Nè, mang dép hả? Mà đi dép cũng khó nữa. Vỏ ốc luôn. Ôi dạ. Ngớp, không biết cái gì rồi. Khui. Khui coi. Đó, có, ừ, có. Gì vậy? Trời ơi, lột kiến. Thôi giờ nó thọt tay, bắt cá rô ra, bỏ túi nha. Ừ, thọt tay, bắt cá rô, bỏ túi. Bỏ túi đi rồi con cá mấy cá lô kiến nữa lại. Wow. Đây bốn cá lô kiến lại. Ủa nu. Trời ơi, cá rô à. Ủa nu. Ủa nu chân tư. Bỏ túi. Bỏ túi luôn. Bán, bán. Kiến áo luôn. Cá rô bỏ túi được nè. Hôm nay cá lô kiến lại làm mồi nhử luôn. Cho nó động động mấy con cá kia đi vô theo. Mời nhớ vô cá lóc nha bạn. Rồi, tiếp tục thôi. Đăng ký kìa, đăng ký, đăng ký. Đó, lọc đó. Dở hên quá, cho dở luôn cả nhà. Hai ba khui tung kinh không đó. Có gì quẩn quẩn rồi. Ú, một con cá lóc nữa, một con cá sặc chết sình. Em đi dính cá lóc nữa sao? Em số em phải ăn cá lóc hay gì nè, nó chạy cá lóc hoài luôn. Chịn không? Này muốn chiên đúng không? Không chiên được. Tưởng nó chết sình chứ. Wow, một em cá lóc nữa nha. Một hai em cá sặc. Ủa
làm nhanh quá, lên cái đổ cái ào cái xong luôn à. Chiến rồi, cái này cũng chạy cá lóc mà cá lóc nhỏ. Wow, chiến này cá lóc ngon ngon không, ba con đều gan đã. Thân sẵn không có nhỉ. Con này mập nha, bạn kỳ luôn. Bơi đây, bà xã mình xuống đập lại ăn cá lóc hoài không ngán, sao mà dở cá lóc lên, dở lên cái là dính, dở lên cái là dính. Rồi vậy được rồi, được rồi, được rồi. Có cái cây đó, có cái cây đó. Rồi đắp vô. Mình phải để cho cái lạp nó đứng lên nha, nằm ngang cái hôm ngang là cũng không chạy nữa. Rồi xong. Đây có bông đường điện. Ồ, cái gì vậy hả? Có nữa hay gì vậy? Mới xuống rồi cái lợp nó giật giật rồi. Cái gì vậy? Gần không? Chở từ từ coi. Hôm qua qua đám mưa, mấy bữa nay mưa quá, cá chạy lên nè ơi. Thôi, lâu kiến không hay gì, gần gần. Cái này là vua lâu kiến luôn nè. Gì vậy? U cá lóc nữa. Cá sặc luôn. Sao? Táp đậu cá sặc luôn hả? Ôi ôi. Cá lóc cũng bự. Đồ, cá sặc nè. Mà con này nó hơi ốm. Này cá lóc cắn hay là con cua cắn ha? Bởi gì? Nó còn cái đầu không vậy? Sao anh ốm vậy? Cá này cá chắc đẻ. Ăn cá sao mà ốm, cá mới đẻ rồi hay sao? Cái này đặt lại thế nào cũng dính con nữa. Mà không thấy bài lồng rộng nghe cả nhà. Cá đó chắc cá đực á. Không thấy. Lên thôi. Khoan nó có nhìn thấy bầy lồng gồng nữa. Không thấy đâu. Rồi để gần đổ con cá ra. Cá đẻ là nó tát như chơi á. Nó hung hay gì nó cắn cá sặc. Đứt đầu luôn. Đứt đầu hả mình luôn. Bỏ này. Bữa nay trúng luôn rồi. Bữa nay chuốc. Chuốc, không có chuốc theo cái bộ hên quá. Chứ bốc hai. Cá này buồn, ừ, buồn, cá này một chắc sợ cá mới đẻ xong hay gì. Cá xong nhìn nó trắng như mới đẻ xong mà ăn chắc béo lắm ta ơi. Mấy con này cá tơ quá mọc quay chạy đậu. Để bà xã mình xuống dưới còn cái nữa hết rồi, cái nữa về nhà kiếm mới được, tại chú Út hôm bữa ông vợ đâu không biết nữa. Đặt ngay ngay y cũ nha, mới chạy. Mình tính đặt mà là thôi để cho bà xã đặt trong mơ mốt mới có kinh nghiệm cả nhà. Nãy giờ mình đặt có mấy cái là chỉ. Cho cái đầu nó trống nha, đừng vướng cỏ. Nó không biết đặt nè, nó vướng vướng khó chết luôn. Bởi trước khi thụt cái lạp xuống là mình phải dọn cái lỗ cho nó bự ra một chút. Là đưa xuống là nó đâu có vướng cái gì đâu. Giác này nước đang nước ròng nè, đang chảy xuống, nước lớn này chảy lên. Qua mưa, quá mưa luôn hả? Được rồi, dỡ mấy cọng cỏ đắp lên được rồi. Qua mưa ngập bờ đê luôn. Ok chưa? Sao? Rồi vậy được rồi. Sao? Cái đường đi gì đâu còn hơn. Chèo núi giờ chạy ngược dữ. Bên đây là lúa à, bà con mình giờ lên làm vườn quá trời. Đây xuống này cái cuối cùng chốt ông già nữa, ông đưa vô cái bụi lùm ở trên thì lùm ở dưới trống lỏng, chắc minh là giờ luôn rồi, cái này không chạy chắc rồi. Sao chạy được trống lỏng. Ôi rồi chạy cá lâu kiến, nó gô chết luôn.
Giờ để mình giờ cái này. À, cá lóc kiến nè. Giờ để mình lấy cái thau mình đổ cá nha cả nhà. Coi hình quả hôm nay hai chồng đổ một chiều. Bữa nay quá là hên. Chạy mà chạy cá bự bự. Tại của em đi á. Chắc vậy quá. Hôm trước cũng chạy 3-4 con mà đều cá nó không có bự như cá hôm nay. Dạ, hôm nay nó cũng không có bự nhưng mà vậy là bự rồi đó. Bởi vì mùa nước bây giờ đâu như lúc trước đâu. Nước lên chảy cá nhỏ nhỏ. Mình ăn cá này trước đi. Ừ. Ăn cá bự đó trước. Cá bự trước đi. Giờ đồng hai con vừa vừa lại. Nhà mình thì cũng có hai vợ chồng à. Với ba đứa nhỏ. Mặn một con cá lóc. Con bự đó với con bự kia đi. Hả? Con bự đó với con bự kia. Bự này hả? Ừ. Mặn hai con đó. Với mấy con cá gô cá sạc. Gọng hai con cá này lại ngày mai coi mình có làm món gì đó mình làm mình ăn. Ồ, nhìn mẻ nè. Mẻ có kẹp không? Cua nè. Thả mấy đi sao? Thả đi có hai con để mà cái gì? Thả mấy cái lô kiến đi ha. Mấy cái gọt á. Thả vô hầm á. Mấy con cá lô kiến để chiều xây cho lương ăn luôn cả nhà. Giờ thả hai con cua. Thả hai con cua với mấy ngốc đó đi. Tại mình không ăn đó. 4 con cá lóc, 1 con cá chê, 3 con cá gô, chiếc này cá gô ít. 3 con cá gô. 3 con, 2 con cá sạc với con cá sạch bị cá lóc nó cắn cục đậu. Con cá linh. Xả mình đi thả cua vô trong cái vuông á cho nó có sinh sản để đẻ ra. Còn mấy lau kiến thì bắt đầu chiều xây cho lương ăn luôn. Nhà bà xã mình hái mùng tơ. Giờ hái giờ mùng tơ nha cả nhà. Hái vô nấu canh. Cá lóc mình. Cá lóc con thịt tiêu hết rồi. Cá lóc mình nấu mùng tơ. Còn... nấu hai cái đầu á. Hai cái đầu với khúc mình đây còn như mình mấy cá gô với đuôi đó mình để mình kho. Có tiêu. Này hái đỏ ăn thôi. Mưa mấy bữa nay mưa nó mát. Ủa nó mát nó tốt nè. Rồi cả nhà. Và cái mùng tơi. Giờ tới công đoạn nấu nha cả nhà. Trong nhà mình thì ba đứa nhỏ giờ chồng quậy quá, ồn quá. Chứ quay lên YouTube trẻ em không được cả nhà. Giờ hai chồng ra đây quay luôn. Ngoài rằng bến sông nấu ăn. Mai mốt chắc mình cắt cái chạy đây ra đó. Trên đây có bỗng dừa với xài rồi luôn á. À, để mình nấu ăn ngoài đây luôn. Sẵn có anh em về giao lưu đó. Ngồi vào đây nè cho nó mát mẻ. Thì giấu cá mặn rồi nè. Hai con cá lóc như mấy cá gô đó. Rồi sao anh này cái này nấu canh. Nấu canh đi ha. Cá gô nấu canh luôn đi. Canh nó kho. Ủa cá gô kho luôn đi. Nhiều quá, nhiều. Mình nấu canh hai cái đầu với cái khúc này là được rồi. Ừ. Mà sao cũng được chứ. Thợ nấu sao cũng được. Đây ra mồng tơi mình rửa rồi chứ nè. Bây giờ mình ốp trước đi cho nó thấm. Rồi mình thả tới nấu canh. Ốp cá rồi mình để nó sẵn. Ốp cá kho. Miếng thịt ngọt, miếng đường. Mạo này em thấy nhà nha. Chứ không có nhà. Thấy nhà nó ngon hơn. Cái này mình đổi thợ nấu ăn cơm chắc ngon lắm. Để tí mắm vô nếp nha, chút mình kho mà hả, để vô thêm kho xăng mà để mắm hết. Sao luôn nè, hầm xuống. Thì con su của mình á bị người ta bắt mất tiêu à. Thôi đang nấu rồi đâu có mua được. Con bio cũng bị bắt luôn, con phèn thì đi làm rễ. Bây giờ còn có mình anh con bio à.
nhà tới 4 con nè, còn rốt cuộc còn có 1 con một. Anh này là trung thành nhất. Mình bắt nước lên nấu canh nè. Cá ốp để này chờ cho nó thấm. Nào sôi bỏ cá vô. Sôi đâu mình bỏ rồi. Cá vô. Ở đây hơi gió rồi cái nó bay lửa. Nước sôi. Tớ xẹp xuống chứ cái gì. Đầu cá bành kia nó nở kìa. Cái ruột của nó ngon sức. Thì không phải mình đặt dưới sông là nó chạy nhiều thăm, ngày nào cũng chạy vậy nha. Cái này mình để 3 ngày mình mới thăm á. 3 ngày nhầm khi 4 ngày mới thăm lần. Tại cái lợp này nó cá thì nó chạy cá bự không à. Cá gô con cũng bự bự không cả nhà thấy không. Nó đâu phải thăm ngày nào cũng có dính nhiều gì đâu. Để mấy ngày mới được á. Cá kho thì cũng sắc xuống canh. Giờ lấy múc cá. Rồi, cá kho mình cũng xong luôn nè, nhắc xuống nè. Cá đồng có lóc đồng nhìn thấy ngon. Đi. Hả? Ăn trước đi, có chút mà. Đói mà ăn trước hả? Vậy em để em dùng trước. Thử trước đi. Ừ. Để em ngấp cái má. Không thử nấu cho ăn trước á. Ngồi má là mắt viên đó. Giờ còn gì đâu để mắt. Còn. Đậu một tờ ngon chứ. Mình tính bằng món khác, mình thấy nhà có sẵn mồng tơi á, cái nấu canh ăn cũng ngon. Rồi mấy bữa nay cũng nóng trong người á, nấu canh mồng tơi ăn cho nó mát. Dụng cút lóc nha. Ăn gì cũng không ngon bằng cái lóc đồng đó nha cả nhà. Vừa mập mà vừa ú rồi. Mập ú mới chịu à. Cá kho hấp dẫn quá. Ngon lắm mà gì nút mà trục trục nữa. Ngon bé. Bữa nay lần đầu đi thăm với lợp với ông xã. Trúng mánh quá. Vô được 4 con cá lóc. An toàn thôi. Rồi mời cô chú và cả bạn vô dùng cơm với hai chồng mình luôn nha. Rồi trong nhà có mấy đứa nhỏ chồng á, quen không được thì ra ngoài đây cả nhà thông cảm đi. Mình cũng chưa có làm cái trại cái chỗ để mình quay video không mình ăn uống á. Mai hên dẫn theo đổi tay đổ được mấy cá lóc quá ngon luôn. Thử cá lóc nhìn thấy ngon đó mà không biết thợ nấu có ngon hay không. Ngon bằng chú Út bắt hai gì hay. Thợ nấu này mướn cho ông Vĩ mới về ăn thử thì sao. Ăn cá kìa, cá đúng rồi, ăn là mát lắm. Tơi
này cây nhà lá vườn nè ơi. Hiện tơ nè, ngon. Mưa nó xuống nè, đọt non. Tạt đọt không? Không gầy, chạy không có chạy cái dinh, chạy dinh bự. Cái dinh gì mà dinh bự chân tương nha. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Con ốc làm thơi ốc tiếp tục nha. Không có lo. Mà cái lóc của này béo, phải không? Ừ. Béo. Ờ. Quá ngon. Con chạy ớt cái hả? Chi đạt được mùa nước không nghe cho cả nhà. Mùa khô đạt được đâu, tại mùa khô nước nó giật mẩy dưới. Rồi người ta đi xịt ngang cá chạy cũng bị bắt chân. Còn nhờ mùa nước dâng cao lên á, cái mấy cái bụi cỏ, mấy cái bờ nó ra xa, ta xịt vô không tới. Thì mình đặt mới được. Mùa khô thì mình đem lên đồng á, lên đường mương hoặc vô mương vườn rồi đó đặt. Mà chắc chạy hơn mùa nước. Ít chạy hơn. Dường. Không, nếu mà có mưa là cũng chạy. Mà cá nó không ngon bằng ngoài sông thôi. Cá đâu có mềm bằng đâu. Cá trong vuông nó cứng hơn. Nó sông nó ngon. Quá dài à. Mấy cái đọt còn tới dài. Nước ngon quá. Mát. À. Này. Ừ. Bữa nào á có chạy á. Làm món gì không? Gì? Cháo. Nấu bún cũng được rồi. Thôi. Nấu bún cá lóc á. Ở đây mà cũng nguội á. Mưa mà. Ngon quá. Ở đây. Mày mất ăn cơm đó, mày ăn rau. Giờ mình làm cũng mấy chén đó. Cắt có tiêu, cá lóc nấu canh mồng tơi, chấm nước mắm trong, ớt ớt hiểm, ớt hiểm xanh. Giờ mình cũng xin kết thúc video này luôn cả nhà. Video cũng khá dài ạ. Hẹn cả nhà video sau nha. Em xin chào. Mình chào cả nhà luôn.